cái nghĩa của sự chữa lành. Trong chữa sinh cộng nguồn nó chữa là chữa lành. Trong cái trong môi trường xã hội người ta chữa bệnh. Thế hôm nay ta học chữa sinh cộng nguồn, ta nghe đến cái từ lành, chữa lành. Mà trong thực tế chúng ta chữa thì nó là không lành. Ví dụ, các anh chị bị một vết thương, cái gì đó ở ngoài da, các anh chị sẽ bôi thuốc là thế nào đó một thời gian này, nó lành rất là lành rồi đó. Vết thương bữa trước nó bị trài xước, nó vân mũ chứ hả, bây giờ lành rồi. Thì cái lành này là lành bên ngoài, cái lành bên ngoài đó. Cái tổn thương thực thể bên ngoài mình chữa lành ở bên ngoài đó với anh chị đó. Cái còn bệnh bên trong chúng ta, những căn bệnh kinh niên triền miên bao nhiêu năm trời, chúng ta chữa nó có lành không? Nếu nó lành thì hôm nay không ai ngồi đây để làm gì, đúng không nè? Nếu nó lành thì không thể cái số người tập giữ sinh ngày còn đâu. Và nếu nó lành thì không phải đến nỗi mà bệnh hôm nay quá nhiều, xuất hiện nó rất nhiều và cái cơ sở y tế mọc lên như nấm. Bởi vì thực sự nó không lành. Nhưng mà chúng ta phải chữa nó, không còn con đường nào khác, được ngày nào hai ngày ấy. Và ta tự an ủi nhau bằng cái câu là sinh lão bệnh tử đó, mình chấp nhận nó như một cái quy luật. Ôi con người ai cũng đau, ai cũng bệnh cả, rồi bệnh rồi cuối cùng cũng chết. Cho nên nếu ta cứ nỗ lực chữa bệnh, hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, hết phương tiện này đến phương tiện khác, ta không thể chữa lành được, mà cuối cùng ta vẫn cứ ôm bệnh nó suốt cuộc đời, rồi ta cũng chết đi với căn bệnh mà mình đã nỗ lực chữa. Quý vị thấy điều đó rất rõ không? Mà chưa xong đâu, chưa xong là thôi mình chết cũng đã đành, con cháu mình dò nếu mình chết thì con cháu sao không? Nó khỏe không phải. Khi ta mắc bệnh mà chết đi rồi không an ổn như vậy, không đơn giản như ta nghĩ, mà hầu như ai cũng nghĩ như vậy, tưởng là sao? Cả cuộc đời chúng ta làm cha làm mẹ, nỗ lực lao động vất vả cực nhọc để làm gì? Thứ nhất là nuôi gia đình, nuôi bản thân, nuôi gia đình, và tích cốt để dành cho ai? Cho con cháu. Thậm chí những người đã về hưu rồi mà vẫn làm để làm gì? Để dành cho con cháu. Cái gì ta cũng để dành là cho con, cho cháu. Ta ra sức làm việc để dành cho con cháu, để lại cho nó. Và ta ăn làm có thể để lại cho con cháu một cái số tài sản. Nếu người giàu để lại một tài sản lớn, người vừa vừa để lại cái số tài sản vừa đủ để mình an tâm rằng con mình có được cái tài sản đó, nó làm vốn để nó sinh sống. Nhưng quý vị không bao giờ ngờ rằng ta để lại cho nó một cái di sản mà ta không hề muốn, mà ta cũng không bao giờ biết được đó là di sản bệnh tật. Quý vị có biết không? Chắc không biết được. Quý vị không bao giờ nghĩ rằng cái tài sản ta để lại cho con cháu ta sau này có đủ để mà chữa cái bệnh mà ta cũng để lại cho nó là di sản bệnh tật không? Chắc không ai ngờ điều đó. Bởi vì sao thế? Một khi ta chết đi về bệnh tật, ví dụ như ung thư, tiểu đường, huyết áp, tất cả các bệnh đó, ta không chữa được, cuối cùng ta chết đi vì bệnh đó, thì cái thông tin của bệnh đó nó lưu lại cho thế hệ sau. Nó lưu lại cho thế hệ sau. Nó sẽ để lại cho con của mình. Con của mình cũng tiếp tục chữa nữa. Cuối cùng cũng không khỏi bệnh rồi chết đi, tiếp tục để lại cho cháu mình. Người ta nói nó như là một cái nghiệp. Nên tôn giáo người ta nói nghiệp. Đời này truyền lại cho đời khác. Đời cha cho đến đời con, đời ông, đời cháu quay vòng trong nhau. Mình cứ để lại cái di sản bệnh tật mà mình không hề biết. Cái mình quan tâm chính là tài sản mình để lại cho con mà mình không hề biết.
mình không hề biết cái mà mình cần phải biết để đừng để lại cho con cháu mình. Cái đó là bệnh tật. Cái này có lẽ anh chị không học nhân sinh, anh chị không hề biết đâu. Mặc dù anh chị cũng nghe trên cái nghiên cứu khoa học người đó nói về cái thông tin di truyền, rồi bệnh là ung thư thì để lại cho con cho cháu viêm gan siêu B, viêm gan C, để mình nghe nói, nhưng mà nó mơ hồ lắm, mơ hồ lắm. Nhưng học dưỡng sinh các anh chị sẽ thấy nó rõ ràng, nó không còn mơ hồ nữa. Chính vì vậy mà ta mới cần học dưỡng sinh để ta hiểu cái điều này. Ta hiểu tại vì sao mà nhiều người còn ngày cái bệnh còn ngày còn nhiều. Nhiều người mắc những cái bệnh ngặt nghèo, bệnh lạ, bệnh và còn ngày nó còn phát triển. Mặc dù y học của chúng ta ngày hôm nay rất hiện đại, phương tiện công cụ máy móc tối tăm vô cùng, có cái cơ sở y tế nó hoành tráng quy mô, mình nhìn mình ngưỡng mộ lắm, mình phục sát lắm và mình tin tưởng kinh khủng lắm. Nhưng rồi cuối cùng mình lại thất vọng, mình lại thất vọng. Mình trước đó mình đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của, biết bao nhiêu công sức, dù cả vợ cả chồng phải bỏ công việc đồng áng để ra bệnh viện Huế nuôi một đứa con trong một năm trời, tốn hết tiền của, cuối cùng đứa con nó ra đi. Vợ cả vợ cả chồng đau đớn vô cùng, nhưng mà phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã đó. Đó, chúng ta sống trong môi trường xã hội, chúng ta sẽ ngày ngày nghe những thông tin này và không biết cái ngày nào đó, cái giờ nào đó nó sẽ đến lượt chúng ta. Ta sẽ đối mặt với nó, ta ứng xử thế nào đây? Anh chị nghĩ lại coi, quý vị nghĩ lại coi, ta ứng xử nào đây? Hay là ta cũng như họ, chấp nhận nó như một số phận nghiệt ngã đối với con người của chúng ta trong môi trường xã hội? Đúng vậy không? Chứ mình làm gì mình vượt qua được nếu y học bó tay? Nếu một cái nền y học bó tay về căn bệnh đó thì ta làm gì được? Ta cũng bó tay, bao nhiêu tiền của cũng chẳng là gì hết, cái kiến thức, cái trình độ, cái hiểu biết gì cũng chẳng là gì hết. Một khi y học bó tay là ta bó tay và chấp nhận số phận, và ta cho đó là số phận. Có người ta luôn luôn bị cái số phận nó đè mình và mình cúi đầu chấp nhận nó. Đó, môi trường xã hội là thế đó. Nhiều cái lắm, chứ không phải chuyện bệnh tật không đâu. Nhưng bệnh tật lại là cái mà nó gần gũi nhất. Bởi vì con người chúng ta khi sinh ra đời đã là người rồi thì tất cả đều mang bệnh tật. Vì sao như vậy? Vì tôi đã từng chia sẻ trong phần lý thuyết, vì chúng ta mắc trí bệnh, cho nên bệnh là cái điều đương nhiên, không chừa bất cứ một ai, toàn thể nhân loại đều mắc bệnh. Nếu may mắn sống trong một cái môi trường, một cái gia đình có điều kiện vật chất thì nó giảm bớt cho mình cái sự đau đớn, cái sự lo lắng, cái nỗi sợ hãi, nó có giảm bớt phần nào. Còn nếu như chúng ta không may mắn sinh ra trong một gia đình nghèo, chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Cho nên ta phải bán đủ thứ, bán tất cả mọi thứ, những gì có được để mà chạy chữa bệnh cho mình. Ta từng nghe đến chuyện bán nhà, bán cửa, bán đất đai, rồi bán đến những công vật nuôi gần gũi với mình, và kể cả máu chúng ta phải bán để chữa bệnh. Cho nên trong môi trường xã hội, ta nỗ lực bao nhiêu, ta cố gắng bao nhiêu, ta dồn tâm sức bao nhiêu đi chăng nữa, kết quả cũng không có sự chữa lành, không bao giờ có được.
nó chỉ mang tính tạm thời và nó vẫn để lại cái hệ lụy đó cho đời sau, nối tiếp đời sau. Đây là một điều rất quan trọng mà người tập dưỡng sinh phải hiểu để thấy rằng việc ta học dưỡng sinh vô cùng có ý nghĩa, vô cùng thiết thực đối với ta. Ngay những người không bệnh tật thì cũng cần phải học. Vì sao vậy? Không bệnh tật đấy không nghĩa là tôi không có bệnh, mà nói cho một cách đúng đắn là vì bệnh nó chưa xuất hiện trên người của tôi, nó chưa xuất hiện, nó ẩn sâu trong tế bào, nó ẩn sâu trong máu, trong thịt của mình, chứ không phải là nó không có. Không ai là không có bệnh đâu. Đừng, chúng ta không nên ảo tưởng rằng mình khỏe thế này mình không có bệnh. Một ngày nào đó tự nhiên mình nghe khó chịu trong người, mình đến bác sĩ, mình khám xong bác sĩ phán một câu: anh ở giai đoạn thứ tư rồi. Tôi vẫn nhớ một bác sĩ người Singapore, anh ta rất giàu có, anh ta làm là bác sĩ nha, phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật, giàu có vô cùng. Bắt đầu là làm chuyên môn á, là khi học ra trường là bác sĩ mắt, chữa mắt. Nhưng một thời gian anh ta thấy rằng cái nhu cầu làm đẹp của con người hiện nay quá nhiều, từ bác sĩ mắt chuyển sang bác sĩ phẫu thuật. Và anh ta thành công vô cùng, giàu có lắm, vừa có lợi vừa có danh. Anh tiếp xúc với chính khách các siêu sao màn ảnh trong giới showbiz, rất trở nên là một sĩ nổi tiếng ở Singapore. Cuộc đời anh đang ly hương, phơi phới, giàu có, danh vọng đủ đầy, sướng lắm, nổi tiếng lắm. Bỗng một ngày kia anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu chút thôi, anh là đi đến bác sĩ. Bác sĩ tìm đến bác sĩ không? Sau khi chụp X-quang đủ thứ, đủ làm đủ các xét nghiệm rất là cẩn thận, bởi vì bác sĩ khám cho bác sĩ, cho nên vô cùng cẩn thận, không dám để một chút gì sai sót cả hết. Và kết quả sau khi đã xét nghiệm đủ đầy hết, bác sĩ cầm kết quả tuyên bố một câu xanh rời: anh ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối. Thì ông vừa là một người vừa phong độ phơi phới, vừa giàu có, vừa danh vọng đủ đầy. Chỉ một câu nói của ông bác sĩ khám này giống như tòa tuyên án tử hình, giống như tòa vừa tuyên án tử hình. Ông suy sụp tinh thần, xuống dốc một cách nhanh chóng, còn nhanh hơn người bình thường của chúng ta, nhanh hơn người nông dân, người bình thường của chúng ta. Bởi vì một người họ đầy đủ danh vọng và là bác sĩ nữa, mà tại sao mà ung thư giai đoạn cuối mà bác sĩ không hề hay? Vì sao quý vị biết không? Vì bác sĩ mãi mê với cái lợi danh, đang kiếm ra quá nhiều tiền rồi được người ta khen ngợi, cho nên say sưa với cái bề ngoài đó, cái danh vọng hão huyền đó. Do nó khi bác sĩ không hề biết cái bệnh của mình. Cái thông tin này không biết quý vị nghe không, đưa lên đi mạng, rồi ông ấy để lại, trước khi qua đời ông để lại một cái lá thơ, một cái lá bức thư, một cái bức thư nhắn cho thế hệ sau đừng đi theo vết xe đổ của ông. Chỉ lúc đó ông mới chỉnh trở lại, mới tỉnh người trở lại. Trời ơi, danh vọng, giàu son, tiền của chẳng là gì cả khi ta đã dần dần từng ngày, từng giờ đối diện với cái chết. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên á, con người chúng ta sống đôi khi quá mãi mê tìm kiếm vật chất, tìm kiếm những cái nhu cầu bên ngoài, chúng ta đi quên đi cái quan trọng của đời người. Cái quan trọng chính là sức khỏe. Không thể tự dưng mà có câu nói sức khỏe quý hơn vàng. Mà cũng không phải tự nhiên mà Phật Thích Ca, người đã giấc ngộ mà ai cũng ngưỡng mộ tôn kính, đã nói một câu là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Vậy mà chúng ta lại quên đi mất. Đó, điều đó để dẫn chứng cho ta thấy rằng dù là một ông bác sĩ,
Rồi sau khi biết bệnh của mình, cũng nỗ lực chữa trị, quá trị, xạ trị, dùng bao nhiêu thuốc mà tiên tiến phương tiện, tiên tiến nhất, cũng không thể nào chữa được bệnh. Vâng, cuối cùng ông cảm phải ra đi. Trong môi trường xã hội nó không thể nào có sự chữa lành, nó luôn luôn mang tính tạm thời. Cái bệnh gì đi nữa cũng tạm thời. Và cho dù là một người có trình độ về y học không, ngày nay chúng ta biết rất nhiều trường hợp có vị bác sĩ họ mắc bệnh, họ chữa rất nhiều, cuối cùng cũng không khỏi, cũng phải ra đi. Mà cái trường hợp của bác sĩ Singapore mà tôi vừa chia sẻ một ví dụ điển hình, chứ Việt Nam mình cũng nhiều lắm, và khắp nơi trên thế giới cũng rất là nhiều. Ở đây ta mới thấy, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một điều rằng cái sự chữa lành nó không thể có trong môi trường xã hội. Mà cái chúng ta cần thực sự là phải chữa lành. Vì sao? Chữa lành mới không có chuyện tái phát. Một khi nó hỏi chi nhau, gặp nhau hỏi vừa rồi đi uống thuốc nó có hay không? Dạ hết rồi. Hết là hết bây giờ. Thế còn vài tháng sau hoặc vài năm sau nó xuất hiện và cũng xuất hiện nhiều bệnh. Đó. Mình cứ nói là hết rồi. Thực sự nó không hết. Hay là cái hết tạm thời. Còn cái lành là phải tuyệt đối. Thế trong dưỡng sinh cội nguồn không nói cái chữ hết bệnh hay không hết bệnh, đúng không? Mà nói sự chữa lành. Thế nào là chữa lành? Trong phần lý thuyết tôi vừa nói với các anh chị, lý thuyết mà hôm thứ Bảy á, có nói dưỡng sinh cội nguồn, ý nghĩa chữa bệnh dưới trên cội nguồn là sự chữa lành thân tâm trí. Thân tâm trí, mà cái gốc của bệnh tật là trí bệnh. Chữa lành là sao? Làm sao để chữa lành? Chữa lành tức là ta phải tìm ra cái nguyên nhân, cái gốc bệnh, gốc sâu xa của bệnh gì, ta giải quyết từ cái gốc này. Ta phải giải quyết từ cái gốc thì cái ngộ nó không còn. Mà cái ngộ nó không còn làm cái lấy tầm làm sao mà nó tái phát được quá quý vị. Ta giải quyết cái gốc rồi thì làm gì có chuyện tái phát nữa. Cho nên đây mới là sự chữa lành thật sự. Chữa vào gốc bệnh chính là sự chữa lành. Cái gốc là cái trí. Cái trí ta được lành thì tự nhiên cái tâm cũng lành, cái tâm lành cái thân nó cũng lành luôn. Tất cả đều lành, đó là sự chữa lành. Mà sự chữa lành này chỉ có trong dưỡng sinh cội nguồn mà thôi. Trong môi trường xã hội không bao giờ có được. Và trong bất cứ môn dưỡng sinh nào mà anh chị biết được cũng không bao giờ có được sự chữa lành. Bởi vì trong y học và trong có cái môn dưỡng sinh, có cái phương pháp dưỡng sinh thông thường, người ta chú tâm chữa bệnh này, chữa bệnh kia. Tôi tập dưỡng sinh để chữa dạ dày, tôi tập dưỡng sinh để không còn mất ngủ, tôi tập dưỡng sinh để mà giảm bớt cái stress, ví dụ như vậy. Và cũng giống y như y học, nhưng mà khác một chút đó, là y học dùng thuốc và các phương tiện, các cái môn dưỡng sinh kia, người ta thu năng lượng vũ trụ. Đó, nó khác một cái chỗ về phương tiện, nó khác nhau về chỗ phương tiện, nhưng mục đích đều như nhau, đó là chữa bệnh chứ không chữa lành. Chỉ duy nhất trong dưỡng sinh cội nguồn mới có chữa lành. Vì sao có được sự chữa lành này? Bởi vì dưỡng sinh cội nguồn dựa vào năng lượng cội nguồn, một nguồn năng lượng tuyệt vời, hoàn hảo. Bởi vì năng lượng cội nguồn hoàn hảo, cho nên khi tác động chữa bệnh mới cho ra cái kết quả hoàn hảo. Mà hoàn hảo mới là sự chữa lành. Mà chữa lành cũng là sự hoàn hảo. Nó không có một chút chi gì thiếu sót. Đó là sự hoàn hảo. Vậy nếu như anh chị đến tập dưỡng sinh, anh chị thử đặt một câu hỏi: anh chị chỉ muốn chữa bệnh thôi
quan tâm đến chữa bệnh ha. Có người đã đặt câu hỏi như thế đó, chứ không không muốn cái gì hơn được hết. Thì có được không? Tôi chỉ muốn chữa bệnh như hiện giờ. Bây giờ tôi đang bị đau khớp đây, tôi đang bị tiểu đường đây, tôi được chữa bệnh, tôi muốn chữa hai cái bệnh này. Thế thì cái cội nguồn này có giải quyết không? Phải không? Có không quý vị? Theo quý vị có không? Quý vị thấy có không? Có. Có đó ứng ngại. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang đau thực sự. Chúng ta đang đau. Ta đang bệnh thực sự. Đang đau khổ vì bệnh thực sự. Bây giờ mong cầu thoát thiết là cội nguồn chữa cho. Đó, cội nguồn chữa cho. Như một cái câu thơ tôi nhớ. Vậy thì cội nguồn sẽ kết nối với ta để chữa cho. Đó, chữa cho. Cho nên quý vị không ngọt nhiên. Vì sao mà tôi mới đấy là được liền đấy. Ví dụ như anh Phùng. À, anh Phùng. À, anh bị cái dế kêu. Anh cứ vài phút kêu lặp, vài phút kêu lặp. Mà anh kêu mà không có yên được đâu. Hắn kêu mà đầu thì hắn vón, hắn đau, hắn buồn nôn, phải tìm một chỗ ngồi nghỉ. Đó. Mà cứ kêu miết đến ngày uống thuốc miết, uống miết. Vậy mà ai đó tặng cho anh một thông điệp, anh đọc khoa, rồi anh lại lắng nghe và anh phát triển. Dậy sớm để đi học cội nguồn. Khi thức dậy bắt đầu 5 giờ sáng chuẩn bị đi học cội nguồn thì không kêu nữa. Rồi anh mới đến đi xe đến đây ngồi học, hắn cũng không kêu. Chờ mấy đến 9 giờ, hắn cũng không kêu, đứng lề phó biểu tiếng, không biết đi nữa kêu không. Đến trưa 11 giờ rưỡi về không kêu. Tại sao kỳ? Rồi chị Yến Nhi, quý vị nhớ không? Chị đi không nổi. Hai người dìu hai bên. Đến đây tìm được cái chỗ đợi xuống, tỏa cái tấm thân cho ngồi nghe cậu ngùng chút. Miết đến trưa 11 rưỡi đứng dậy cái khỏe ra đi lung một hơi ra đường luôn. Chị hai vậy? Chị nói tại đây đó, quý vị nghe rồi mấy. Chị Hiến Nhi, chị là cán bộ hưu trí nha, mà anh Phùng cũng cán bộ hưu trí nha. Cho nên ngày hôm qua tôi nghe một bạn là tình nguyện viên mà lên đây chơi, rồi bạn nói một câu mà tôi nghĩ là cũng vui. Mà nó hay quá cô ơi, là cậu ngùng thưởng náo. Có từ thưởng nắng, hôm nay tôi nghe một cái từ là thưởng nắng. Trong nghĩa sinh nghe cái từ thưởng nắng. Thưởng nắng là sao? Anh chưa có cầm có trọn gì trời, tôi được thưởng thưởng liền tức thì, cái gọi là thưởng nắng. Và không phải một mình anh Phùng với chị Nhi được thưởng nắng, mà trong chúng ta đã từng rất nhiều người được thưởng nắng, phải không? Đó. Thưởng nắng nhiều lắm. Chính vì cái thưởng nóng nhiều lắm cho nên người ta đồn đại ra khắp nơi để rồi giữ sinh ngày cần đông. Đó. Nhưng mà đằng sau cái thưởng nóng nó mới là vấn đề. Đó. Vấn đề là của chúng ta. Vấn đề là của chúng ta. Chúng ta hiểu về dưỡng sinh như thế nào. Chứ nếu như chúng ta hài lòng về cái việc mà ông cội nguồn thưởng nóng này và chúng ta cứ như vậy mà sống y như con người cũ của mình thì lại gặp vấn đề. Nhắc nhở và nhắc nhở. Mà ai cũng đã trải qua cái sự nhắc nhở này rồi. Cho nên để chữa bệnh thì rõ ràng quý vị thấy sự chữa bệnh, nhưng nó là tạm thời. Chúng ta phải hiểu như thế. Đó, cậu ngôn cũng chữa bệnh đó chứ. Ông cậu ngôn cũng chữa bệnh cũng tạm thời đó chứ. Thưởng nóng đó chứ, phải không? Tạm thời nha. Chúng ta phải hiểu điều này. Còn chữa lành là sao? Làm sao để chữa lành? Làm sao để chữa lành? Như tôi chia sẻ, dưỡng sinh cội nguồn là đạo sống, giúp cho chúng ta hoàn thiện mình. Hoàn thiện tức là chúng ta thay đổi con người cũ của mình. Con người cũ vốn là con người mắc trí bệnh, cho nên thay đổi đi con người cũ đó. Chúng ta phải thay đổi người đó.
Mà có người cũ không dễ gì thay đổi. Không dễ gì thay đổi. Vì nó ăn sâu, bám rễ. Bao nhiêu, không phải bao nhiêu đời mình, mà bao nhiêu đời rồi trở thành một cái thói quen, một cái tính cách nó bất di, bất dịch. Ở trong mỗi con người chúng ta không dễ gì một sớm một chiều chúng ta thay đổi được. Tuy nhiên, nếu thực sự chúng ta muốn chữa lành, thực sự chúng ta muốn chữa lành, nói như thế sự chữa lành chính là một cái định hướng, một sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Đó, mình phải nhận rõ ra điều này. Nếu chúng ta nhận ra dưỡng sinh cội nguồn là đạo sống, nó không những giúp cho ta làm chủ được sức khỏe, vượt qua bệnh tật, không lệ thuộc vào thuốc, nó giúp cho chúng ta có một đời sống thực sự an vui, hạnh phúc. Nó giúp cho chúng ta thấy được mình sống cuộc đời có ý nghĩa, bởi vì mình đã đem dưỡng sinh đến với mọi người. Mình nhận ra ý nghĩa của đời mình chính là sống tinh thần dưỡng sinh, sống tinh thần phục vụ với cộng đồng, dưỡng sinh, đem dưỡng sinh đến mọi người, để chúng ta tạo ra một cái cộng đồng sống hòa hợp, gắn kết, yêu thương. Cái cộng đồng này có được chính sự góp sức của chúng ta. Nếu mọi người ý thức được điều này, tất nhiên chúng ta sẽ có định hướng: tôi muốn chữa lành, chứ tôi không muốn chữa bệnh. Vì chữa bệnh là tạm thời. Tôi muốn chia sẻ điều này với quý anh chị ở đây một cách rạch ròi như thế này, để anh chị đừng ngạc nhiên. Tại vì sao? Ngày hôm nay chúng ta biết được có những trường hợp, có những người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng, bệnh nhỏ đều có hết. Người ta đã trải qua một thời gian đến với dưỡng sinh cội nguồn, đã trải nghiệm rất nhiều, đã chia sẻ rất hay tại đây, rất cảm xúc tại đây. Nhiều người cũng muốn học tập theo, ví dụ như vậy. Nhưng cuối cùng bệnh vẫn quay trở lại, họ vẫn phát bệnh trở lại, họ vẫn đi bệnh viện. Vì sao quý vị không? Bởi vì tâm ý của họ muốn dừng lại chỗ chữa bệnh, không muốn chữa lành. Thì vì ta dừng lại chỗ chữa bệnh thì bệnh vẫn tái phát, phải không? Tôi nói rồi, khi chữa bệnh là bệnh tái phát, vì nó không lành. Nó không lành quý vị nè, nó chỉ hết tạm thời rồi nó sẽ tái phát, chứ nó không lành. Còn khi ta muốn chữa lành là tuyệt đối lành, không tái phát. Ta hoàn toàn làm chủ được sức khỏe và tiến đến việc làm chủ cả cuộc đời mình, làm chủ được tình mọi tình thế trong cuộc sống của chúng ta. Ta không muốn chữa lành có nghĩa là không muốn hoàn thiện mình. Ta hài lòng với cuộc sống cũ của chúng ta, cái cách sống cũ của mình trong môi trường xã hội. Cho nên nhá, mình đến với dưỡng sinh cội nguồn vì cái thân bệnh mình nặng nề, mình muốn nhờ năng lượng chữa bệnh cho mình. Bây giờ năng lượng đã giải quyết được rồi thì tôi không cầu mong cầu gì hơn nữa, tôi không muốn thay đổi. Tôi thấy cuộc sống của tôi ổn quá, tôi hoàn toàn hài lòng với nó. Cho nên tôi dừng lại ở chỗ chữa bệnh bằng năng lượng. Người ta chữa bệnh ở bệnh viện là bằng thuốc men và các phương tiện y học. Còn tôi chữa bệnh ở dưỡng sinh cội nguồn là nhờ năng lượng cội nguồn siêu việt chữa bệnh cho mình. Cho nên nó nhanh, cho nên nhanh. Đó. Nhưng nó vẫn tái phát vì không có sự chữa lành. Mong mọi người hiểu cho vấn đề này. Vậy, sự chữa lành có một ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất, bản thân chúng ta hoàn toàn làm chủ sức khỏe. Mà cũng xin nhắc lại một lần nữa, làm chủ sức khỏe đây không phải là ta không còn nghe cảm giác đau đớn, không phải vậy. Cái cảm giác đau đớn thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện. Lúc ta nghe nó bệnh này, lúc ta nghe nó bệnh kia, nhưng ta không quan tâm đến nó nữa. Ta không quan tâm đến nữa. Vì sao lại?
vì tâm ý của ta hướng về cội nguồn, hoàn toàn tin tưởng cội nguồn đã chữa lành cho tôi. Vậy những hiện tượng mà trên thân tôi đang là phản ảnh lại môi trường xã hội đang chịu đau đớn vì bệnh tật, đang chịu khổ sở vì bệnh tật, nó phản ảnh trên cơ thể của tôi bởi vì tôi đang sống trong môi trường xã hội. Nếu như tôi không muốn hoàn toàn đau đớn thì tôi phải bỏ hẳn luôn cái môi trường này. Nói như vậy quý vị, có nước là chúng ta phải lên núi ở quý vị ơi, hay đi vào hôm sau nó tôn thì mong chi mới không cảm nhận được cái đau của đấy của mọi người. Chứ còn ta đang sống trong gia đình của chúng ta, ta đang sống ngay trong môi trường xã hội, dù ta kết nối cộng đồng trong môi trường xã hội, cho nên những hiện tượng đau đớn sốt nóng trên cơ thể mình vẫn là hiện tượng. Do đó người thực sự làm chủ sức khỏe, kết nối cộng đồng thì bình thản trước những hiện tượng này, dù sốt nóng nó đau nó lạnh cái gì đi chắc nữa, ta cũng biết rằng ha, nó là hiện tượng, mình vui vẻ chấp nhận và cảm ơn cội nguồn. Cho nên cái người mà kết nối vẫn vào cái đau cái cảm ơn cội nguồn, chứ không có rây lo, không đi than thở với người này than thở với người kia. Trong môi trường xã hội khi ở đau ốm ta thường than thở, nhưng người kết nối cội nguồn không bao giờ than thở, người ta lặng lẽ chấp nhận cái đau đó, lặng lẽ chấp nhận cái đau đó và gửi năng lượng yêu thương đó. Người giữ sinh cội nguồn mình đau mình không lo đến mình, mà mình gửi năng lượng yêu thương cho người không? Quý vị nghĩ coi, có bao giờ có như thế không? Trong môi trường xã hội nó có như thế không? Tuyệt đối không có. Chỉ trong cái nối cội nguồn của người ta mới sống được như thế, người ta mới cảm nhận được điều này, chứ còn trong môi trường xã hội không có. Do đó, trước nhất là chúng ta chữa lành. Trước nhất chúng ta làm chủ sức khỏe. Rồi gì nữa các anh chị? Chúng ta gửi năng lượng yêu thương. Không phải cho riêng mình đâu. Cái lành đây không lành cho riêng mình, mà còn lành cho nhiều người nữa. Cái sự lành này nó sẽ lan tỏa. Ngay con cháu của mình, người thân của mình, bạn bè của mình, rồi cơ quan đồng nghiệp bạn bè. Nếu như ta thực sự mong muốn chữa lành và ta được chữa lành thì cái lành này sẽ lan tỏa. Cho nên làm sao ta lại gửi năng lượng yêu thương giúp người này, giúp người kia, đều đạt đến hiệu quả, đều thành công. Sự chữa lành là như thế, không phải lành một mình đâu, quý vị thấy chưa? Nó tuyệt vời. Và cái sự trao gửi yêu thương này càng ngày càng lan rộng lên, hiệu quả rất tuyệt vời. Và một cái điểm nữa, một cái điểm quan trọng mà các anh chị không bao giờ biết được, chỉ nghe các nhà khoa học nói qua thôi, mà đem về mấy người bình dân mình đó, làm chi có sách báo để mà xem, để biết về các cái nghiên cứu khoa học, phải không? Có chăng là quý vị là công nhân viên nhà nước, các vị thường xem đi các phương tiện truyền thông, xem sách, xem báo, biết công trình khoa học này, biết công trình khoa học kia, chúng ta biết được cái thông tin này, thông tin. Chứ đa số người bình dân chúng ta làm gì biết được. Nhưng hôm nay các anh chị đến với giữ sinh cội nguồn, các anh chị biết một cái thông tin vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mình. Đó là những người giữ sinh khi chúng ta được chữa lành, chúng ta không còn bệnh tật. Một khi chúng ta không còn bệnh tật thì cái thông tin về bệnh tật trong con người chúng ta đã được năng lượng cội nguồn hóa giải, triệt tiêu, không còn. Mà đã không còn nữa thì lấy cái gì mà để lại cho thế hệ sau, phải không? Nên một ngày kia chúng ta cũng ra đi về với cội nguồn, nhưng ra đi thanh thản nhẹ nhàng và không để lại cái di sản tệ hại là di sản bệnh tật đó cho con cháu của mình. Không thể là, bởi vì cội nguồn đã giải quyết rồi. Cho nên dù anh chị có bị ung thư, bị tiểu đường, bị cao huyết áp, anh chị hoàn toàn yên tâm, nếu ta được chữa lành thì anh chị sẽ không để lại cái di sản tệ hại đâu, mà anh chị sẽ để lại gì? Cái tình yêu thương lại cho con cháu.
cái đó mới là cái tài sản quý giá nhất để lại cho con cháu mình mà sao. Còn cái đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất mà mình không biết, vô tình không biết trong môi trường xã hội, tức là tôi nói, tôi thường nhắc đi mà, cái tầng di sản bệnh tật, cái thông tin bệnh tật để lại thì không còn nữa. Hoàn toàn chấm dứt, mình hoàn toàn yên tâm. Và nếu như con cháu thế hệ sau nó không bệnh tật, nó không mang cái bệnh của mình để lại, thì quý vị lo gì mà nó nghèo? Làm sao nó nghèo được? Làm sao nó nghèo được? Nó không bệnh tật làm sao nó nghèo được? Đó, phải không? Mà lo nó nghèo, mà để tài sản cho nó, nó không bệnh tật, mà nó lại được hưởng một cái di sản quý giá là gì? Tình yêu thương. Đây, cái tài sản vô giá nhận lại. Thì nó sẽ vừa giàu tình yêu thương, nó phải vừa giàu vật chất tinh thần, nó sẽ giàu hết. Bởi vì có tình yêu thương là có tất cả, cho nên nó sẽ trở nên giàu có, nó đầy đủ, nó thiếu một gì hết, và nó không bệnh tật. Đó, quý vị thấy được cái tầm quan trọng này, mới nhận ra ý nghĩa cuộc đời ta khi tham dự lớp học dưỡng sinh như thế nào. Chứ không phải chỉ tôi đến đây để chữa cái tiểu đường hoặc câu với bọc, hoặc là cuộc sống, mà ta hiểu như vậy rồi, xin quý vị tùy chọn lựa. Tôi muốn chia sẻ để cho quý vị tự chọn lựa, vì đây là sự chọn lựa không có cái ép trong này. Trong môi trường của nguồn hoàn toàn không ai ép cả, ai cả, mà nó là sự tự tâm tự nguyện. Anh chị muốn được chữa bệnh để hết liền, hoặc anh chị muốn được chữa lành, là hoàn toàn do sự lựa chọn của mình. Chữa bệnh như thế nào và chữa lành như thế nào, nó khác nhau như thế nào, tôi đã chia sẻ rồi, đúng không? Anh chị chúng ta về kết nối cội nguồn, chiêm nghiệm, im lặng lắng nghe để nhận ra bên trong chúng ta muốn gì, chúng ta muốn gì, chúng ta chọn lựa cái ấy. Và kết quả như thế nào là do sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Còn năng lượng cội nguồn trong mỗi chúng ta công bằng và như nhau cả, không ai hơn ai, kể cả tôi hoặc ông thầy. Mong quý vị hiểu. Như vậy sáng nay tôi để chia sẻ với anh chị về cái ý nghĩa của sự chữa lành trong dưỡng sinh cội nguồn, và mong rằng qua cái sự chia sẻ như thế, chúng ta nhận thêm một cái vấn đề sâu sắc hơn về dưỡng sinh cội nguồn, để từ đó chúng ta xác định được cái mục tiêu chúng ta học dưỡng sinh để làm gì, và xác định đúng mục tiêu thì việc thực hành dưỡng sinh chúng ta sẽ đạt kết quả. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe chia sẻ.